Xin chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của Hoa Lan Di Phong. Và ngày hôm nay em đem đến cho anh chị là một dòng cát La Gia, hay còn gọi là Lan Nữ Hoàng anh chị, được mang tên là Amazin. Thì dòng lan này á, anh chị ở Việt Nam hay còn gọi là lan cát cầu vồng anh chị. Hoa nó to, nó thơm anh chị ơi, và rất là đa dạng màu sắc anh chị ơi. Hầu như là tất cả các màu sặc sỡ đều cái tập trung về cái em cát cầu vồng này. Và để theo dõi những mức giá cũng như là giá bán, anh chị vui lòng truy cập vào kênh YouTube Hoa Lan Di Phong hoặc là fanpage Hoa Lan Di Phong nha anh chị ha. Mến chúc anh chị sức khỏe, chào tạm biệt ạ.